Một đời sơ rớ. Sơ rớ là một từ rất Nam Bộ, chỉ hành động quanh quẩn một chỗ mà không làm gì. Người ta dùng nó để nhận biết những đứa có tài và bất tài trong một đám đông. Ví dụ đám tiệc, mấy đứa bất tài nó sẽ không biết phụ gì với ai, nên cao lớn chồng ngồng ngáng đường ngáng xá. Còn không thì ngồi một góc hoặc nằm dài trên giường, ôm cái điện thoại hay laptop coi miết. Vì đầu óc rỗng tuếch, nghĩ không ra việc gì để làm, đứng chầu trực để được sai việc, hoặc bản chất là đứa làm biếng thay vì lảng đi chỗ khác sẽ bị mắng, nên nó sơ rớ qua lại để người ta thấy là nó cũng có mặt, hoặc để không bị mắc cỡ khi ăn. Còn người có tài thì khác, họ sẽ quan sát nhảy vô làm, thấy ai đó đang nhặt rau sẽ ngồi xuống phụ nhặt, thấy chưa có nước đá sẽ hỏi gia chủ chạy đi mua, rồi dọn ly dọn chén trong lúc chờ đợi. Họ ra giữ xe, dắt xe, nhổ cỏ, lau nhà, rửa toilet, thấy gì không ổn nó lao vào dọn dẹp, rồi đếm số khách, bố trí chỗ ngồi, chỉnh sửa âm thanh, ánh sáng, vân vân. Người có tài họ luôn chân luôn tay, không bao giờ có chuyện đứng sơ rớ thừa thãi như mấy đứa bất tài vô dụng kia. Khi đi làm cũng vậy, người bất tài sẽ lên chỗ làm và tiếp tục sơ rớ, không có quan sát nên cái đống rác trước mặt cũng không hốt, phải ngồi chờ. Ai sai việc gì thì làm nấy, thậm chí giao 5 việc thì làm 3 việc, quên mất 2 việc, nhắc thì mới nhớ làm. Nhóm bất tài này thường xuyên có thời gian chết, ngồi nhìn vô màn hình, đầu óc vô định miên man, cặp mắt vô hồn. Còn người có tài thì đến chỗ làm, họ sẽ nghĩ ra việc mình phải làm ngày hôm nay và ghi vào sổ. Họ quan sát để ý thấy, à, với cái này mình sẽ làm thế này thế kia, sau đó bắt tay làm tuần tự cho đến khi hoàn tất, chủ động trong mọi việc, gọi cho người này người kia, phối hợp đồng nghiệp, nghĩ cách xử lý nhanh hơn, sao cho tốt hơn, đẹp hơn, sạch hơn, gọn gàng hơn, hiệu quả hơn. Khi còn trẻ, lúc còn là nhân viên, người có tài bao giờ cũng luôn chân luôn tay từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thậm chí, có người đến 9-10 giờ đêm mới xong. Sau này lớn tuổi, họ sẽ lên chức quản lý hoặc làm ông chủ, còn đám sơ rớ kia sẽ làm sai vặt viên vì miết tuổi trẻ không có khát vọng, già cả lụng cụng bị tụi nhỏ giỏi giang chăm chỉ học hành chăm làm, giờ thành sếp nó chỉ đạo, có khi phê bình khiển trách, nhiều lúc họ cũng cảm thấy tủi thân. Nhưng cân nhắc cho họ làm quản lý thì không được, vì mấy chục năm qua chỉ có kinh nghiệm sớ và rớ, nên nếu bạn còn trẻ để về già được trọng vọng thì ngay bây giờ hãy lao vào động não, động chân, động tay dùng cái. Mình thấy thanh niên còn trẻ mà hay đứng sơ rớ thì đừng có trọng dụng. Thực tế có những công ty mà ở đó chỉ có một vài người biết làm việc, số còn lại cùng nhau lượn qua lượn lại nhìn chóng mặt, ai cũng đoạt giải vua ngáo ngơ, nữ hoàng sơ rớ. Lúc mình đang làm thấy nó sơ rớ thì mình nạt kêu ra ngoài đi, chật chỗ quá. Cũng đừng có cái ôm điện thoại hay là laptop, mọi người đang làm việc kìa, nhìn mà ngứa mắt. Khi nào xong việc tao kêu vô ăn, nhưng lúc vô ăn nó lại ăn năng suất hơn người khác mới chết. Đặc trưng của nhóm người sơ rớ này là ăn cực khỏe.